Đầu bếp Văn Thành và Tước Vinh hân hoan chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mới Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thấy hôm nay có gì bất thường không ạ? Tự nhiên hôm nay anh Thành dành chào quý vị khán giả với Tước Vinh luôn. Chắc là có một món ăn gì đó hấp dẫn lắm, đang nóng lòng muốn được giới thiệu với quý vị khán giả đây. Thì tất nhiên chủ đề buffet mùa hè thì phải hấp dẫn rồi, và không ngoại lệ. Món ăn ngày hôm nay vừa chế biến đơn giản, vừa đảm bảo ngon miệng nữa. Chế biến nhanh nè, ngon miệng, nhưng mà phải đảm bảo một yếu tố nữa là đầy đủ chất dinh dưỡng đó nha anh Thành. Tước Vinh an tâm, món ăn ngày hôm nay vừa bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng như các vitamin, các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Xem chừng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một món ăn từ rau củ quả rất là hấp dẫn và ngon miệng nữa, đúng không anh? Đúng vậy, món ăn ngày hôm nay là sự kết hợp giữa các rau củ và hải sản. Món ăn có tên gọi là cuộn cà tím xào sa tế. Theo em biết thì món ăn này đã có hai nguyên liệu là cà tím và sa tế rồi. Ngoài ra mình cần phải chuẩn bị thêm những gì nữa anh? Chúng ta cần phải có là một trái cà tím, ngò rí, hành tây, cà chua bi, đậu cô ve, cà rốt, 150g cá thác lát, ớt sừng cắt sợi, đầu hành băm, gừng cắt sợi, sa tế, các gia vị thông thường và bột chiên gà giòn Ajiquit. Trước tiên chúng ta phải sơ chế các nguyên liệu. Cà tím này á, Đức Vinh nhớ chọn trái suông thẳng à, dài khoảng 18 cm, đường kính khoảng 4 đến 5 cm là vừa để ta dễ chế biến. Bây giờ anh sẽ bào dọc trên trái cà tím này, mình sẽ bào mỏng như thế này. Tại sao là mình phải bào mỏng khoảng 2 mm? Mình bào mỏng như thế này á, để tí nữa mình sẽ cuộn cà tím lại tròn rất là dễ. À, vậy thì để em nhắc lại với quý vị khán giả ghi lại bí quyết mà anh Thành vừa chia sẻ đã. Quý vị ơi, chúng ta sẽ bào cà tím mỏng khoảng 2 mm thôi để cho việc cuốn cà tím được dễ dàng hơn nha quý vị. Rồi, mình sẽ ngâm nước những cái lát cà tím này vào cho nó khỏi bị đen. Tiếp theo, hành tây này chúng ta sẽ cắt múi cao nha quý vị. Để lại chỗ này. Yeah. Với đậu cô ve và cà rốt thì chúng ta cắt khoảng 5 cm nha quý vị. Yeah. Cà rốt chúng ta cũng cắt như thế. Cà chua bi này chúng ta chỉ cắt làm đôi thôi nha. Dạ. Yeah. Bây giờ Tước Vinh giúp anh mở bếp lên để anh bắt cái nồi nước lên. Dạ. Trong thời gian chờ nước sôi, anh sẽ pha cái hỗn hợp với lại cá thác lát. Đây là 150g cá thác lát. Mình sẽ xài một muỗng canh đậu hành băm, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, cuối cùng là một muỗng cà phê dầu ăn. Sau đó chúng ta sẽ quết cái hỗn hợp cá này. Nước cũng đã sôi, anh sẽ cho phần đậu cô ve và cà rốt này vào khi mình luộc chín rồi đó. Vớt ra, em biết mình sẽ cho vào cái gì? Sẽ cho vào một tô nước lạnh để giữ được độ giòn và màu sắc tự nhiên của rau củ. Rất là đúng, em giỏi lắm. Này, cho ngay vào tô nước lạnh này. Sau khi anh đã vớt đậu cô ve và cà rốt ra rồi nè, thì cái cà tím mình cũng đã vớt ra để ráo. Anh sẽ cắt đôi, thì mình cuộn nó vừa. Trước tiên mình sẽ quết cá vào cà tím như thế này nha. Bây giờ mình sẽ đặt một cọng cô ve và một cọng cà rốt lên trên. Cuộn lại. Mình sẽ dùng tâm bình xiên. Rồi ghim xong. Đó. Tiếp theo chúng ta phải xốc với lại bột chiên giòn Ajiquit. Tước Vinh biết không, chúng ta cho bột chiên giòn Ajiquit này vào đó, chúng ta xốc lên thì cái bột nó sẽ áo đều cái cuộn cà tím, và cái gia vị có sẵn xong cái bột này nó sẽ thấm vào cuộn cà tím, món ăn sẽ thơm ngon hơn. Tước Vinh giúp anh mở bếp bắt cái chảo lên nha. Rồi anh cho dầu vào nha, chiên lửa vừa thôi. Dạ, em thấy cà tím vàng một mặt thôi. Bột chiên giòn Ajiquit sẽ làm cho cuộn cà tím của chúng ta có màu vàng bắt mắt hơn ở phần ngoài. Tước Vinh ơi, vàng đều rồi nè. Gấp ra, gấp ra. Bây giờ mình sẽ xào cái sốt. Mình cũng cho một tí dầu vào. Bây giờ anh sẽ cho hành tây, gừng sợi, ớt sừng cắt sợi. Tước Vinh nên chọn gừng còn hơi non thì nó thơm vừa, nó sẽ không cay lắm và không bị đắng nữa. Quý vị khán giả ơi, cùng Tước Vinh ghi nhớ lại bí quyết này nha. Chúng ta chọn gừng hơi non thì sẽ có mùi thơm vừa nè, ít cay và không bị đắng nữa. Mình sẽ cho cà chua bi vào. Dạ. Chúng ta sẽ cho cuộn cà tím vào. Wow. Cuối cùng chúng ta sẽ cho vào một muỗng canh sa tế. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta nên cho sa tế vào cuối cùng. Nếu như vậy thì những món ăn mà có sa tế sẽ giữ được cái hương vị thơm ngon của sa tế. Bây giờ thì em đã cảm nhận được mùi hương của sa tế rồi nè anh Thành. Như vậy giờ xong rồi đó. Dạ, em tắt bếp nha. Bây giờ anh sẽ trình bày ra dĩa nè. Dạ.
Anh thấy món ăn nhìn rất là bắt mắt hết chưa? Đẹp chưa? Anh cho vài miếng hành tây vào giữa nha. Điểm thêm một con ngò xanh ở giữa nữa là tuyệt vời. Đây, anh gấp cho em một miếng. Dạ rồi. Có hành tây, có ớt. Dạ rồi, em cảm ơn anh Thành. Em chưa ăn mà cảm nhận anh thấy cũng rất là ngon rồi đó. Mặc dù là mình đã chiên rồi và xào rồi, nhưng mà các loại rau củ ở trong này rất là giòn và giữ được cái hương vị tự nhiên của nó. Bên cạnh đó thì có độ giòn giòn từ rau củ nè, và bột chiên giòn Ajiquick nữa. Còn có vị cay cay của sa tế và gừng nữa, đúng không anh Thành? Đúng rồi. Buffet mùa hè. Em cảm ơn anh Thành rất là nhiều ngày hôm nay đã hướng dẫn cho quý vị khán giả và em một món ăn ngon, hấp dẫn và chắc chắn là sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người trong gia đình. Cảm ơn Đức Vinh. Hy vọng quý vị khán giả sẽ vào bếp chế biến thử món ăn này để cảm nhận sự kết hợp hoàn hảo của rau củ mùa hè. Quý vị nhớ đón xem chương trình vào những ngày kế tiếp để có một bữa tiệc buffet đa dạng và là những gợi ý bổ ích làm phong phú thêm bữa ăn gia đình. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Món ngon mỗi ngày kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên hai cách để quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại là 083-823-7557. Đầu bếp Văn Thành và Tuyết Vinh kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.